Nếu các bạn còn nhớ thì cách đây khoảng 1 đến 2 tháng, Trang có làm một video về những sai lầm khiến cho mụn ẩn mọc lên như nấm. Sau video đó cho đến tận bây giờ, Trang vẫn nhận được rất nhiều những câu hỏi của các bạn về 1. Các loại thuốc mà Trang sử dụng là gì? 2. Quá trình mà Trang trị mụn ra sao? 3. Các sản phẩm dưỡng da mà Trang dùng là gì? Chính bởi vậy trong video ngày hôm nay, Trang sẽ review lại toàn bộ cho các bạn quá trình mà Trang đã trị mụn để các bạn có được một bức tranh toàn cảnh nhất. Và nếu như đây cũng là trường hợp của các bạn thì hy vọng rằng các bạn cũng sẽ tìm ra được lối giải thoát cho chính mình và có thể quay trở về với gương mặt đẹp đẽ không bị mụn, giống như là Trang đang cảm thấy rất hạnh phúc về gương mặt của mình bây giờ. Nào hãy cùng bắt đầu thôi, và chào đón các bạn đang cùng quay trở lại với YouTube channel I Am My Trang. Khác với một số bạn có thể là đã bị mụn ẩn lâu rồi, Trang thì từ trước đến giờ Trang chưa bao giờ bị mụn nha các bạn. Mặt Trang lúc nào nó cũng rất là đẹp, và nếu có Trang thì chỉ là một vài cái mụn trứng cá hoặc mụn ẩn mỗi lúc mà Trang bị stress hoặc là đến tháng thôi, sau đó thì mặt Trang lại hoàn toàn bình thường. Chính bởi vậy cho nên Trang cũng chưa từng bao giờ chú trọng đến việc dưỡng da, đến việc tẩy trang hay là lựa chọn những sản phẩm dưỡng da phù hợp với da của mình cả. Cho đến thời điểm tháng 4 tháng 5 năm 2020, mặt Trang bắt đầu có nhiều mụn hơn, và thời gian mà một cái mụn ở trên mặt mình nó cũng lâu hơn. Sau khoảng chừng 2 tháng, Trang nhớ là đến tháng 6 hay tháng 7 gì đó, tình trạng mụn của Trang trở nên cực kỳ trầm trọng, và lúc đó mình cảm thấy mình bị tự ti, xấu hổ và lo lắng vô cùng. Lúc đó cảm giác của Trang giống như là một người chết đuối ở giữa biển, và có một cái phao nào đó thôi quăng ra thì mình cũng sẽ sẵn sàng mình nhận lấy. Cái phao đầu tiên mà Trang tìm đến chính là các spa. Trang được tư vấn làm khá là nhiều các gói khác nhau, từ gói chăm sóc da cơ bản, chăm sóc da nâng cao, cho đến gói vi kim, cho đến gói peel thì Trang đều thử cả, nhưng mà không có tác dụng. Và thậm chí là tình trạng mụn của mình nó còn tiếp tục bị trầm trọng hơn, thì Trang mới đặt câu hỏi ngược lại là liệu có thật sự những spa này uy tín, chất lượng và họ biết mình đang gặp vấn đề gì để giúp đỡ cho mình hay không. Cái phao tiếp theo mà Trang tìm, lúc này thì Trang thấy không dựa vào người khác được nữa rồi, mình phải tự tìm hiểu thôi. Vậy là Trang lên mạng đọc rất nhiều các thông tin về mụn ẩn, xem rất nhiều các vlog của các vloggers cả ở nước ngoài cả ở Việt Nam nói về mụn, và giới thiệu rất nhiều các sản phẩm về trị mụn, các thuốc về trị mụn. Trang cũng mua về và Trang thử theo cái routine mà họ giới thiệu về skincare, nhưng cũng không thấy thuyên giảm. Nhưng cuối cùng mọi người khuyên bảo Trang rằng không thể để lâu hơn được nữa, và phải đến thử các bệnh viện để khám và làm xét nghiệm xem da của mình có vấn đề gì không. Thì giống như tất cả mọi người khác thôi, địa điểm đầu tiên mà Trang tìm đến chính là bệnh viện Da Liễu Hà Nội. Theo như Trang được biết thì dù các bạn đến bệnh viện Da Liễu Hà Nội hay bệnh viện Da Liễu Trung ương thì đều ổn cả. Cả hai địa chỉ này đều rất uy tín và rất chất lượng trong việc giúp cho các bạn nhìn nhận xem da của các bạn có những vấn đề như thế nào. Khi mà đến đây thì Trang được các bác sĩ cho làm các xét nghiệm về da, và sau một ngày thôi, cầm tờ kết quả trên tay thì Trang đã cảm thấy khá chắc chắn là da của mình không có vấn đề về vi khuẩn, virus, không có nấm, mà hoàn toàn đơn thuần chỉ là mụn trứng cá và mụn ẩn một cách tự nhiên thôi. Và bác sĩ cho Trang một cái tuyết thuốc để Trang mang về bôi. Khi mà Trang hỏi liệu trình như thế nào thì bác sĩ nói rằng cứ cầm tuyết thuốc này về bôi, sau một tháng sẽ quay trở lại tái khám. Thì đây chính là cái tuyết thuốc mà bác sĩ ở bệnh viện Da Liễu Hà Nội đã kê cho Trang, mà Trang cũng đã từng nói ở trong cái video lần trước. Cái tuyết thuốc này nó có giá chỉ khoảng chừng 200 ngàn thôi, và sau khi mang nó về bôi khoảng chừng 2-3 ngày thì Trang thấy mụn nó không lên nữa. Tức là nó đã kiểm soát được lượng dầu ở trên khuôn mặt của Trang, và nó kiểm soát được tình trạng mụn ở trên gương mặt của Trang. Trang cảm thấy vô cùng mừng rỡ và hớn hở, cảm thấy rất vui. Mình nghĩ rằng là mình chuẩn bị có một khuôn mặt đẹp rồi, và chỉ cần dùng một tuyết thuốc có 200 nghìn thôi, so với bao nhiêu là một cái liệu trình da rồi các sản phẩm chăm sóc da trước đó Trang phải đổ vào đến khoảng 20 triệu tiền mỹ phẩm, tiền mặt nạ, tiền skincare, tiền thuốc rồi, thì Trang thấy là 200 nghìn quả là một cái giá rất bất ngờ. Chỉ có một điều là cái thuốc này nó giúp cho da của Trang không lên mụn, thế nhưng nó cũng không giúp cải thiện để hoàn toàn làm hết đi những cái mụn ẩn đang có trên khuôn mặt của Trang. Kết quả là sau một tháng Trang không quay trở lại bệnh viện Da Liễu Hà Nội để tái khám nữa. Cuối cùng có một người bạn của Trang đã tư vấn cho Trang là đến một địa chỉ thứ hai, nó có tên là phòng khám Da Liễu Hà Nội. Khi mà Trang đến với phòng khám này thì Trang chỉ có duy nhất một suy nghĩ thôi, đấy là Trang không tin. Trang không tin là phòng khám này có thể giúp cho Trang thay đổi được tình trạng. Bởi vì thời điểm Trang đến phòng khám đó là khoảng cuối tháng 9, tức là Trang đã có 5 tháng ròng rã đi tìm cách trị mụn ở rất nhiều nơi, khóc lên khóc xuống với rất nhiều người rồi mà tình trạng nó không thuyên giảm. Thế cho nên khi mà đến với cái nơi này á, là vì bạn Trang nói là cố gắng đi đi, cố đến đây một lần xem như thế nào, thì Trang đi thôi, chứ Trang không hề có niềm tin rằng đến đây nó có thể giải quyết được tình trạng mụn của mình. Sau đó thì bác sĩ kê cho Trang một liệu trình bao gồm 7 buổi trị mụn và 6 buổi trị thâm, nhưng Trang vẫn không tin, cho nên Trang nói với các bạn là Trang chỉ làm buổi trị mụn thôi, còn buổi trị thâm thì Trang chưa làm vì Trang không biết hiệu quả ở đây như thế nào, Trang không muốn mua cả một gói dài như vậy. Chính bởi vậy Trang chỉ mua 7 buổi trị mụn, mặc dù nếu như mua cùng với nhau theo một combo thì sẽ có giá rất rẻ và lại còn được tặng thêm rất nhiều các buổi làm mặt nữa, nhưng mà Trang không tin cho nên Trang không mua. Sau đó thì Trang bắt đầu với quá trình trị mụn của mình. Buổi trị mụn đầu tiên diễn ra trong nước mắt, vô cùng đau đớn. Bác sĩ phải lấy hết tất cả những cái mụn ở trên mặt của Trang ra, và nó quá nhiều, mất rất nhiều thời gian để lấy được hết mụn ra. Và sau khi lấy xong thì mặt của Trang sưng húp lên, đâu đâu cũng thấy đỏ ơi là đỏ, và nhìn rất là kinh khủng. Thế nhưng
Chỉ 3 ngày sau đó, khi mà những cái vết sưng nó đã hồi phục trở lại và sờ lên khuôn mặt của mình thì Trang cảm thấy quá bất ngờ, bởi vì đó là lần đầu tiên sau khoảng 5 hay 6 tháng gì đó, mặt Trang không hề có một cái mụn nào nữa cả. Mặt của Trang mịn, nhẵn, mềm. Và đó là lần đầu tiên Trang sờ lên khuôn mặt của mình, Trang cảm thấy hạnh phúc như thế. Sau nhiều tháng, Trang đã cảm thấy quá đau đớn với khuôn mặt của mình rồi. Vậy cho nên là tâm trạng vô cùng háo hức để được quay trở lại phòng khám Da Liễu Hà Nội và đến với những buổi trị mụn tiếp theo. Và chỉ sau 3 buổi thôi, đến buổi thứ 3 thì mặt của Trang đã hoàn toàn không còn mụn nữa rồi. Và Trang có thể cảm nhận là mụn cũng không hề quay trở lại một chút xíu nào luôn. Và đến bây giờ thì Trang đang ở trong cái liệu trình trị thâm của Trang. Với trị mụn thì 1 tuần các bạn sẽ làm 1 lần, còn trị thâm thì 2 tuần các bạn sẽ làm 1 lần. Với trị thâm thì nó sẽ bao gồm các buổi peel và các buổi trị thâm xen lẫn với nhau. Thì hiện tại Trang đã làm qua được khoảng 2 đến 3 buổi peel, và mỗi lần peel về xong thì da của mình đều cảm thấy nó mướt hơn, nó bóng hơn, nó căng hơn, và đặc biệt là nó có thể có một chút mụn nha, nhưng sau khi nó tự đào thải những cái mụn này ra thì giống như da của mình được tái tạo ngược trở lại vậy. Và khi mà mình dưỡng đủ ẩm, dưỡng đủ dưỡng chất cho da của mình thì da của mình nó đẹp như em bé vậy. Và đến bây giờ thì Trang vô cùng hài lòng với làn da của mình. Và để các bạn hiểu rõ hơn thì Trang sẽ đưa các bạn đi cùng Trang trong một buổi Trang đến làm liệu trình ở phòng khám Da Liễu Hà Nội nhé. Bây giờ thì Trang đã đến nơi và Trang đang có mặt ở tại địa chỉ số 83 Trần Đại Nghĩa. Chỗ này thì có nhiều cơ sở lắm các bạn ạ. Phòng khám Da Liễu Hà Nội thì có cả ở Hoàng Quốc Việt này, ở một nơi nữa là Tây Sơn vừa mới mở cửa, nhưng mà đây là nơi mà Trang thích nhất. Thứ nhất là bởi vì nó gần nhà Trang nhất, với thứ hai là tí nữa các bạn sẽ biết không khí ở đây rất là dễ chịu, và những người ở đây Trang đều đã coi như là những thành viên ở trong gia đình, toàn các chị em, mỗi lần đến rất là vui. Trang sẽ cho các bạn biết là tí nữa nó như thế nào nhé. Nào bây giờ mình cùng vào thôi. Hello, hôm nay lên sóng nha. Hai cô em hôm nay chị đến làm gì đây? Có một điều mà Trang thấy rất thắc mắc ở cái phòng khám này, đấy là cái phòng khám này làm rất là tốt nhưng mà lại không thấy quảng cáo gì. Trang được đến đây là bởi vì có một người bạn của Trang đã từng khám ở đây rồi và nói rằng phòng khám này làm rất ok. À đấy, này, bây giờ chị hỏi luôn nhá, là thật ra tí nữa thì chắc cũng phải để cho bác sĩ tư vấn thêm ấy, nhưng mà những cái gói ở đây thì đang có những loại giá thành như thế nào để cho các bạn đi biết nhỉ? Em có thể tư vấn qua qua. Nhưng mà mình đang muốn cụ thể là về cái vấn đề gì chị ạ? Mụn ẩn giống chị. Mụn ấy ạ? Ừ. Về mụn thì sẽ là 409.000 trong một buổi, là cho học sinh sinh viên. 509 là cho người đi làm, là dành cho buổi liệu trình trở lên chị ạ. 6 liệu trình. Tức là 409 hoặc 509 là mình chọn theo một liệu trình thì sẽ có giá đó đúng không? Liệu trình thì sẽ là từ 6 buổi trở lên. Ừ. Còn từ 6 buổi trở lên mà mình cần phải điều trị thì mình phải qua thăm khám bác sĩ trước. À ok. Giá của mỗi buổi peel hoặc là thâm thì là như thế nào nhỉ? Thì sẽ là 800 cho một buổi dành cho là 6 buổi liệu trình trở lên. Ừ. Đối với thâm bằng công nghệ laser thì sẽ là 600.000 cho một buổi cho 6 buổi liệu trình trở lên. Ừ. Hình như là mua theo cả gói còn được tặng thêm buổi làm mặt. Vâng, nếu mà chị mua theo combo mụn và thâm thì sẽ được tặng là 6 buổi chăm sóc da. Đấy, lại còn được tặng 6 buổi chăm sóc da nữa. Mà thú thật là Trang chưa thấy ở chỗ nào làm một buổi làm mặt lại rẻ như thế. Bác sĩ, hello. Hôm nay mình sẽ quay lại một chút được không hả bác sĩ? Thì mình đang làm review cho các bạn ở trên kênh YouTube của mình, để các bạn có thể biết là mình đến đây thì mình sẽ làm những cái gì. Đây là bác sĩ... một trong số rất nhiều những bác sĩ, và mỗi lần Trang đến thì sẽ luôn luôn có một bác sĩ ở đây để sẵn sàng tư vấn da cho Trang, hoặc là kiểm tra xem da đang như thế nào và xem mình nên làm những buổi tiếp theo như thế nào, đúng không bác sĩ? Rồi, sau cái buổi peel trước ấy, thì mình thấy có cải thiện nhiều không? Mỗi lần peel xong thì mình thấy là nó sẽ hơi lên một chút mụn. Trong một tuần sau đấy nó sẽ lên một chút mụn. Trong cái quy trình peel thì nó có BHA, BAHA nên nó sẽ hơi có hiện tượng đẩy mụn lên một chút. Thì cái đấy không có gì lo lắng đúng không? Rồi. Khi mà làm peel được khoảng 5 đến 7 ngày, những cái mụn đấy đẩy lên ấy, thì có thể bạn sẽ qua làm chăm sóc da. Thì okay, các bạn sẽ lấy mụn ra cho mình. Nói cho các bạn khác cùng biết luôn. Thì thông thường cái vùng da ở cổ này nó không tiết dầu, thế nên nó sẽ khá là đẹp, và những cái lỗ chân lông nó sẽ không có bít tắc gì hết ở đây. Những cái đường vân da cũng khá là rõ, chỉ có cái là da của Trang đang hơi khô một chút. Mình sẽ dưỡng thêm vùng cổ nhé. Ok. Cái vùng góc hàm này nó cũng sẽ gần tương tự với cái vùng da cổ, vì vùng này tiết dầu rất là ít. Những cái đường vân da đây vẫn thấy rất là rõ và không có những cái bít tắc gì, những cái lỗ chân lông hết. Chắc các bạn không hình dung được đâu, ngày đầu tiên Trang đến đây soi da thì hầu như là cái lỗ chân lông nào cũng bị bít tắc, và cảm giác là chỉ có một cái kích ứng nho nhỏ là tất cả mụn nó sẽ trồi ra ngay lập tức. Và kinh khủng đến nỗi là mình còn không dám nhìn vào cái máy soi da, và hôm đấy về là mình quá sốc vì không biết là da của mình lại kinh khủng như thế. Đến bây giờ mà nhìn cái hình ảnh vừa rồi thì phải nói là quá bất ngờ. Đây là vùng trán nhé, không hề có một cái gì hết, cực kỳ sạch. Rất là sạch. Trời ơi, rất cảm ơn các bác sĩ ở đây luôn ấy.
đó là xong phần tư vấn của bác sĩ nha. Còn bây giờ sẽ là lên tận hưởng những giây phút được làm mặt. Đây, hello các chị em. Đây, đây chính là nơi Trang thường xuyên được thư giãn. Đây rồi, em yêu đây rồi. Không phải lần đầu tiên được lần đầu tiên được chụp ảnh với nhau. Mọi người sẽ đồng giường này. Đầu tiên các bạn thấy là thứ nhất là nó rất là sạch sẽ. Đây là các loại máy móc này. Và đặc biệt là ở đây rất là thoải mái, nhìn nó không giống bệnh viện. Đây là cô gái đã khai phá cho tôi nặng mụn không đau. Cuộc đời tôi kiểu từ xưa đến giờ đi nặn mụn đều rất đau. Cho đến khi gặp cô gái này tôi đã biết là nặn mụn hoàn toàn có thể ngủ được. Và sau đó phát hiện ra đây là một fan cứng của tôi trên YouTube. Sau đó thì kéo tất cả các chị em đây cũng thành fan của tôi trên YouTube đấy. Trang thì hay đến đây làm vào buổi trưa, lúc khoảng 12 giờ. Hôm nào 12 giờ thứ ba cũng đến đây. Bởi vì tranh thủ buổi trưa, thứ nhất là rảnh, thứ hai là đến đây ngủ rất là ngon. Nên hôm nay tranh thủ buổi trưa để đến đây ngủ. Và ngủ dậy là coi như đã xong. Buổi peel thì sẽ dài hơn các buổi khác một chút xíu. Bởi vì peel mất khoảng chừng khoảng 2 tiếng. Cho nên khi mà các bạn đến thì các bạn cũng cần hỏi tư vấn luôn là mất khoảng bao nhiêu thời gian để các bạn sắp xếp thời gian cho nó dễ. Chính ra quay này cũng lần đầu tiên mình nhìn thấy là mình đang được làm cái gì trên mặt mình. Thì mắt chị rồi, mịn chưa? Bây giờ là không còn mụn nữa nha các bạn nha. Các bạn nhìn này. Thế không còn mụn nữa này. Nhưng mà đây là gì? Đây là vết thâm do mụn để lại. Đây là cái khâu thư giãn nhất, đặc biệt là vào mùa đông, đấy là sông mặt. Khâu này cũng rất sướng. Đây là khâu gì hả Bích? Bây giờ em sẽ peel vật lý cho chị trước chị nhé. Đấy, các bạn nhìn nhé, có cái này Trang cũng thấy rất thích. Đấy là ở đây mọi người bôi cái gì lên mặt mình ý, thì cũng hay dùng một cái tăm bông này, chứ không dùng trực tiếp tay cho lên đâu. Để em massage chỉ tầm 2-6 phút nhé. 6 phút đi. Nếu mà rát hay như thế nào chị cảm nhận nhé. Rồi, vừa rồi là peel vật lý. Bây giờ sẽ peel hoa là loại khác à? Được không? Em để cho em để từ 2 đến 10 phút. Nếu như mà trong thời gian đấy mà chị bị sót quá hay như thế nào, châm xích quá thì em sẽ lau cho chị luôn nhé. Xong đến gì? Sẽ chị đối kháng. Chị đối kháng à? Kiểu như mình giống như toner chị đưa ra về cái độ pH của bộ tầm 44.5 nhé. Trên mắt nhá. Ok, trên mắt. Đỡ sót hơn hẳn luôn. Rồi, bây giờ đến bước gần cuối rồi đúng không? Mặt đắp mặt nạ, trên mặt mình lại mặt nạ rồi. Và bây giờ chiếu đen. Chiếu đen phải che mắt hả? Đúng chị ạ. Bây giờ sẽ là chìm vào giấc ngủ thật sự trong vòng 10 phút. Mình cũng đi ngủ đây, 10 phút nữa mình sẽ tỉnh dậy. Rồi, Trang vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ 10 phút. Xong rồi, bây giờ đang là bước bỏ cái mặt nạ ra. Sau đấy mình rửa mặt. Mình bôi kem chống nắng là xong. Đâu lúc nãy vừa thấy khen kem chống nắng gì? ACM cho xem. ACM. Nó không nâng tông quá, nó cũng không bị bết. Đây. Không phải các bạn lại hỏi kem chống nắng. Kem chống nắng thì thật ra không bị khắt khe giống như là thuốc bôi. Nên các bạn nhớ xem thành phần xem nó có phù hợp với da của mình không. Quá hợp lý cho các bạn. Sinh viên sẽ có giá ưu đãi của sinh viên đấy. Nói chuyện hỏi rồi, sinh viên là 409 một buổi trị mụn. Nhưng mà quan trọng là Trang sẽ xin thêm cho các bạn được giảm giá nữa. Bọc phát chị Mai Trang. Xong chưa? Xong rồi chị. Rồi à? Nào, bỏ cái này. Ôi. Đây. Sau khi làm xong thì mặt Trang đến này đây. Các bạn thấy sao? Đây. Bây giờ đã xong xuôi. Cảm ơn Bích nha. Mọi người nha. Nếu mà chị mụn hết thì hãy đến gặp Bích nha. Chị mụn không đau. À, đó là xong xuôi. Đây là thuốc ngày hôm nay Trang mua về. Còn bây giờ thì đi về thôi. Bye bye tình yêu. Đó là nơi mà Trang tin tưởng tuyệt đối giao phó làn da của mình cho họ, phòng khám Da Liễu Hà Nội. Và Trang nghĩ rằng là từ giờ về sau Trang cứ đóng họ ở đây thôi. Chỉ cần có bất kỳ một vấn đề gì về da thì Trang sẽ chạy ngay đến đó, chứ không hề nghĩ đến việc đến một cái phòng khám nào khác. Và cũng bởi vì Trang đã mua rất nhiều liệu trình ở đó rồi và các bạn ở đó cũng biết Trang, cho nên Trang cũng đã xin được một cái deal, một cái voucher nho nhỏ dành cho các bạn. Đó là với tất cả các bạn, khi các bạn đến phòng khám Da Liễu Hà Nội và nói rằng các bạn là bạn của Trang với cái mã code là MC Mai Trang thì các bạn sẽ được giảm giá 10% cho liệu trình của mình. Bây giờ thì Trang sẽ giới thiệu cho
các bạn từ đầu đến cuối những cái sản phẩm mà Trang dùng trong quá trình skincare hàng ngày của Trang cũng được bác sĩ ở phòng khám Da Liễu Hà Nội khuyên và kê đơn cho Trang nhé. Đầu tiên chính là tẩy trang. Khác với nhiều người thì thường khuyên rằng tẩy trang bằng dầu sẽ sạch hơn, sẽ tốt hơn. Các bác sĩ ở phòng khám Da Liễu Hà Nội thì lại khuyên Trang là nên dùng cái này, đó là tẩy trang bằng nước của UVH. Cái này rẻ lắm các bạn ạ, có khoảng 200-300 ngàn gì đó thôi, tẩy trang bằng nước. Và cái này có một đặc điểm là các bạn chỉ cần tẩy trang bằng nước này cũng đủ rồi, không cần thiết phải rửa lại bằng nước, cũng ok. Tuy nhiên có một điều là bởi vì Trang thì thường xuyên trang điểm đậm, phải đi làm này, và dùng những cái mascara hay là son môi khó trôi thì cái này nó không tốt cho lắm. Nên Trang phải dùng thêm một loại dùng riêng cho mắt và riêng cho môi của Innisfree. Các bạn có thể tìm thêm. Tuy nhiên cái này Trang thấy nó rất là hợp lý với những người mà không trang điểm nhiều và có một làn da bình thường thôi, đi ra ngoài cũng không cần make up, thì đây là một sản phẩm cực kỳ phù hợp. Phải nhớ khi các bạn đã sử dụng kem chống nắng thì luôn luôn phải tẩy trang. Đó là khâu tẩy trang xong nha. Tiếp theo thì bây giờ Trang vẫn đang dùng một cái loại sữa rửa mặt mà Trang rất thích và Trang dùng từ trước đến nay, đó là sữa rửa mặt hoa cúc của Kiehl's. Sữa rửa mặt này thì đắt hơn một chút, một chai này đâu đó dao động trong khoảng 800 đến 1 triệu, Trang không nhớ lắm. Nhưng bởi vì cái này nó rất là dịu nhẹ, các thành phần của nó không gây kích ứng, không gì hết, cho nên dùng rất là thích. Tuy nhiên, Trang sẽ bày cho các bạn một cách nhé. Đó là các bạn không cần phải mua sản phẩm đắt này đâu. Trang mua cái này trước khi gặp các bác sĩ ở đó thôi. Còn khi mà gặp các bác sĩ ở đó rồi á, thì mọi người khuyên Trang là hãy nên dùng loại này. Đây là sữa rửa mặt của Gia Gia, không biết Trang đọc có đúng không. Và chai này có giá là 250 ngàn. Đây cũng là loại mà các bạn kỹ thuật viên, các bạn chuyên viên ở phòng khám Da Liễu Hà Nội thường xuyên sử dụng cho khách và sử dụng cho Trang. Chính bởi vì Trang dùng ở đó Trang thấy rất là thích, mềm này, dịu dàng này, thơm này, nhiều bọt này, cho nên là Trang quyết định mua luôn. Sau khi đến khâu rửa mặt xong thì chúng ta cần dùng đến nước hoa hồng phải không nào? Đây là lúc mà Trang hoàn toàn tin cậy cho những sản phẩm của Eucerin. Và cũng phải khi đến với phòng khám Da Liễu Hà Nội, Trang cũng mới được biết đến có một thứ thần dược trên đời được gọi là Eucerin. Eucerin vừa rẻ, vừa lành tính và vừa tốt nữa cơ. Đây là nước hoa hồng toner của Eucerin, giá đâu đó cũng chỉ khoảng tầm 200-300 ngàn hay là rẻ hơn nữa, Trang không nhớ. Trang dùng sắp hết rồi, dùng rất là thích, mùi thơm nhẹ, dịu, cực kỳ lành tính. Sau khi dùng nước hoa hồng xong, đến một phần tiếp theo, đó là phần bôi thuốc. Đây, cái này nhiều bạn hỏi Trang này, thì Trang bôi cái gì? Loại thuốc này Trang vẫn bôi duy trì đến bây giờ và được các bác sĩ đưa cho Trang dùng, đó chính là tretinoin. Đây là thuốc mà chắc hẳn nhiều bạn sẽ tò mò. Tên của nó là Retinyl. Ok, tretinoin. Nhưng quan trọng nó là tretinoin với nồng độ là 0,05%. Thì Trang kể cả đến thời điểm bây giờ khi mà mụn đã không còn nữa, Trang vẫn cứ duy trì bôi cái này. Và Trang sử dụng cái này là nó là dạng cream. Trang lấy nó ra tay một chút xíu này, sau đó là sẽ bôi lên trên khuôn mặt của mình. Bôi toàn bộ khuôn mặt của mình nhá, chứ không chỉ là bôi ở trên mỗi nốt mụn đâu, bôi toàn bộ khuôn mặt của mình luôn. Thì đó là thuốc. Sau khi bôi thuốc xong thì Trang sẽ dùng đến một sản phẩm làm trắng da và làm giảm thâm mụn. Tiếp tục là của Eucerin thôi. Đây là một chai serum để làm trắng da và giúp cho da của mình mờ đi những vết thâm mụn. Eucerin. Đây là loại Double Booster Serum, có nghĩa là nó có hai cái ống, một cái ống màu trong suốt, một cái ống màu trắng đục. Không biết cái gì là cái gì, nhưng tóm lại khi mà ấn ra thì nó sẽ ra hai cái ống song song. Trang thì trộn nó vào với nhau, sau đó là Trang apply lên mặt. Mê, Trang dùng lọ này là lọ thứ hai rồi. Lọ này có giá là 1.350.000, Trang mua luôn ở phòng khám Da Liễu Hà Nội. Sau khi dùng cái này xong thì đến một sản phẩm nữa cực kỳ thần thánh mà Trang đã dùng đến lọ thứ tư, thứ năm rồi. Đó chính là đây, kem dưỡng ẩm của Eucerin luôn. Trời ơi, Trang chưa dùng một cái kem nào mà nó thích được cái kem này. Nó thích lắm các bạn ạ. Và đúng là lại phải cảm ơn phòng khám Da Liễu Hà Nội vì họ đã gợi ý cho Trang những cái sản phẩm cực kỳ tốt, cực kỳ chất lượng. Đây, cái chất của cái kem này nó rất là mềm mịn, mát, mướt. Tóm lại là khi bôi lên mặt nó mỏng nhẹ, không hề bí, không hề bít. Cảm giác như nó ăn ngay vào trong làn da của mình vậy. Và sáng ngày hôm sau ngủ dậy thì các bạn sẽ biết là làn da nó như thế nào. Dễ chịu vô cùng luôn. Mà cái này thì nó có giá là khoảng chừng trong khoảng từ 500 đến 600, Trang không nhớ cụ thể là bao nhiêu tiền. Và nó thật sự là quá rẻ so với những sản phẩm kem dưỡng mà trước kia Trang dùng đều có giá ít nhất là 1 triệu rưỡi. Cái này nó rẻ bằng 1/3. Chính bởi vậy Trang thường là mua khoảng 2-3 lọ trong để ở nhà. Vì Trang dùng nhiều lắm, cái này không chỉ dùng cho mặt được đâu. Các bạn còn có thể dùng được cho cả da tay của mình nếu như mà da bị khô này. Hoặc là bôi vào một chỗ nào đó mà nó bị khô á. Nhưng mà Trang apply lên mặt thì quá tuyệt vời. Chính bởi vậy cái combo về các sản phẩm của Eucerin luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Trang. Và Trang luôn luôn rất là thích nó. Đây, cho các bạn nhìn lại nhé, ba sản phẩm của Eucerin đây mà Trang đang dùng. Đó,
Đó là tất tần tật những cái sản phẩm mà Trang dùng. Rồi quay trở lại phần cuối cùng của video ngày hôm nay, đó là lời khuyên nào dành cho các bạn nếu như da mặt của các bạn đang bị mụn và các bạn đang cảm thấy vô cùng tự ti lo lắng với tình trạng mụn của mình. Có hai lời khuyên thôi. Lời khuyên thứ nhất là nhất định phải đi khám, không được tự theo dõi video, không được tự tìm các sản phẩm, không được mầy mò, không được nghe lời người này người kia mà mua những sản phẩm về tự bôi lên mặt của mình, đặc biệt là những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Và lời khuyên thứ hai của Trang là không phải những sản phẩm nào đắt tiền thì mới tốt, luôn luôn có những sản phẩm vừa hợp túi tiền mà lại vừa hợp với làn da của bạn, đó mới là những sản phẩm tốt nhất cho làn da của bạn, nhưng cần phải có sự hướng dẫn và tư vấn của bác sĩ. Trang đã từng bỏ đi rất nhiều những cái bộ dưỡng da sau khi mà Trang đến với phòng khám da liễu Hà Nội. Trang mang những bộ dưỡng da đó đến, Trang hỏi là có dùng được không thì bác sĩ lắc đầu và bác sĩ chỉ nói rằng là em chỉ cần dùng như những gì mà chị khuyên thôi, là da em đã đủ đẹp rồi, không cần phải cố mua thêm những cái sản phẩm đắt tiền để apply lên mặt của mình làm gì hết. Các bạn thấy không ạ? Chỉ cần các bạn tìm và kiên nhẫn thì các bạn sẽ có một cái giải pháp phù hợp nhất, chứ đừng cảm thấy quá lo lắng và hoang mang. Trang rất hiểu tâm trạng đó của các bạn vì Trang đã trải qua nửa năm trời trong tình huống đó rồi. Trang làm video này chỉ với mong muốn có thể giúp các bạn vượt qua được sự tự ti đó, và đặc biệt quan trọng hơn hết là lấy lại được sự tự tin, sự xinh đẹp, vẻ rạng ngời trong khuôn mặt của các bạn mà thôi. Và hãy nhớ đến với phòng khám da liễu Hà Nội thì nhớ đọc cái code là I am Mai Trang, nói em là bạn của chị Mai Trang trên YouTube, trên gì cũng được, là họ sẽ biết để giảm giá cho các bạn 10% nha. Còn nếu như có câu hỏi, có thắc mắc gì nữa thì hãy comment ở phía bên dưới hoặc là nhắn tin cho Trang ở trên Instagram, Trang sẽ trả lời cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.